Hello, hello. Xin chào mọi người. Xin chào, có ai xem live của Tùng không? Xin chào cả nhà xem live của Tùng nha. Chào Trung Sony. Chào bạn Nguyễn Hồ Phúc Vinh nha. Chào Tấn Lợi Nguyễn, chào Nguyễn Anh nha. Mọi người ơi, Trung Sony chia sẻ cho anh đi, chia sẻ cho đông người xem nào. Chia sẻ nhiều mọi người ơi. Chào Quốc Ái nha, hello Vũ Hải Vũ nha. Vũ Hải Vũ nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho thầy Tùng để... Chào anh Sông Trà Hoa Lan, chào Lê Bá Thành nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ để có cơ hội trúng một kia Hồng Minh Châu 16cm nha. Chia sẻ cho Tùng đi mọi người ơi. Chia sẻ cho anh em cùng ngắm Phúc Lai. Phúc Lai nhà anh Hương Trần ở rất là phê luôn anh em ạ. Bông rất là to, cặp mắt quá dữ dằn. Đâu rồi mọi người ơi? Lê Bá Thành ơi, chia sẻ đây nào. Thắng Lê ơi, Vinh Phụng ơi, chia sẻ đi. Chia sẻ cho Tùng để có cơ hội trúng một kia Hồng Minh Châu nha. Ok, con đường màu xanh, chào Tuy Nguyễn nha. Em chào anh trai cây lục vườn. Đây, ngắm chủ Facebook đi mọi người ơi. Không đẹp bằng hoa đúng không? Mọi người chia sẻ nha, mọi người chia sẻ sẽ trúng một kỳ Hồng Minh Châu 16 sen nha anh em. Chia sẻ để có cơ hội trúng một kỳ Hồng Minh Châu 16 sen nha. Tùng hói nói là làm. À, hôm nay có rất là nhiều anh em tới đây để chơi với anh Hương Trần và đồng thời ngắm em Phúc Lai nữa. Đó. Đây các anh ở đây đây. Đó. Xin chào 1570 người đang xem live. Đây là anh Thu. Đó, mọi người đây các gương mặt anh em chơi live thì mọi người biết hết rồi đúng không? Đó, anh Quyết đây. Đây là ai thì mọi người tự biết rồi, không giới thiệu. Riêng ông này là không giới thiệu này. Chào Long Sói nha. Rất đông anh em tới ngắm hoa mọi người ạ. Phúc Lai nở rất là to, rất là đẹp nha. Chào Trung Nguyễn, chào Giang Phong Lan. Mọi người chia sẻ cho Tùng đi, chia sẻ cho đông anh em vào. Chia sẻ cho đông anh em vào xem để mọi người có cơ hội trúng một cái Hồng Minh Châu nha. Hello, hello Tuấn Đoàn. Xin chào mọi người nha. Rất là nhiều anh em tới chơi. Đấy. Mọi người ơi, mọi người ơi. Sao mọi người không chia sẻ vậy? Mọi người chia sẻ đi. Đây, bắt đầu. Nắng đẹp rồi đấy. Phê luôn. Phúc Lai nha mọi người nha. Xin chúc mừng anh em nào đang sở hữu Phúc Lai nha. Cặp mắt, cái môi, cái lưỡi kìa mọi người. Tí nó nắng lên thì cái lưỡi nó mới căng tròn đều được. Cặp cánh vai rất là to. Rất là phê. Chào Phòng Vé Tiến Đạt nha. Chào Hoàng Nguyên. Chào Thắng Lê. Mọi người chia sẻ đi. Phạm Thơ ơi, chia sẻ để có cơ hội trúng một cái Hồng Minh Châu nha. Mọi người chia sẻ bài của Tùng thì đều có cơ hội trúng một cái Hồng Minh Châu 16 sen. Long Chun ơi, chia sẻ đi. Chia sẻ cho đông anh em vào xem nha. Kiểu khủng, kiểu khủng. Đây là một cái bông anh xé nó ra nè. Dạ. Đây nè. Dạ. Để cho mình thấy cái mũi nó trắng á. Dạ, mũi tây luôn, trắng và rất to. À, đó. Anh cắt, anh bẻ nó ngay chỗ này nè. Dạ. À, hôm qua anh bẻ. Ok anh, cảm ơn anh rất là nhiều. À, cây này chủ nhân là anh Hương Trần nha mọi người nhé. Nở tại đây. Nhà anh Hương Trần. Đây là chủ nhân. Nên là thấy là anh em yêu lan còn rất là nhiều, niềm đam mê là còn rất là nhiều nha anh em nha. Đó. Ok, cảm ơn anh Hương Trần, chúc anh luôn mạnh khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
đặc biệt là có kỳ thì chia sẻ cho anh em yêu lan cả nước nha. Hứa nha, có kỳ là chia sẻ, đừng có ốm úm xài một mình nha. Chia cho em tuần trước luôn. Ok, cảm ơn anh. Có kỳ phải chia sẻ, đừng có ốm úm xài một mình nữa. À, cảm ơn Tám Nguyễn nha. Chào Thọ Trần, chia sẻ cho Tùng đi. Chào Hoa Lan Củ Chi. Đây, à, mọi người chia sẻ cho Tùng thì mọi người sẽ có cơ hội trúng một kỳ Hồng Minh Châu 16 sen đang đi ngọn rất là đẹp. Kỳ ươm tự nhiên luôn cho cả nhà nha. Kỳ ươm tự nhiên. Bông Phúc Lai phải nói là khá là đẹp. Mắt này mọi người nhìn thấy cặp mắt dữ dằn chưa? Môi nhiều lông, vai ngang cánh bầu luôn, ghê chưa? Bông cái bàn tay nải chuối của Tùng đây mọi người nha. Cái bàn tay nải chuối của Tùng mà nó bông nó to như này nè. Nha anh em, mọi người đâu rồi, mọi người đâu rồi, mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Ai chia sẻ cho Tùng? Mọi người chia sẻ để có cơ hội trúng một cái Hồng Minh Châu nha. Chia sẻ vào hội nhóm, mọi người chia sẻ vào hội nhóm. Tức là trước hết là chia sẻ lên trang cá nhân, từ từ Tùng nói cái thể lệ luôn nha. Trước hết là mọi người chia sẻ vào trang cá nhân. Thứ hai là mọi người chia sẻ càng nhiều hội nhóm thì càng có số lượt đoán nhiều hơn. Chút xíu nữa Tùng sẽ rút một tờ tiền ra cho anh em đoán hai số cuối cho nó dễ. Đây là vui chơi có thưởng, cho nên là mình không quan trọng là phải cầu kỳ như thế nào nha anh em. Đó thì đương nhiên là khi mà đoán á, thì ai đoán trước ai đoán trúng trước thì người đó sẽ trúng một kỳ Hồng Minh Châu. Đặc biệt là ai mà chia sẻ lên càng nhiều hội nhóm thì số lượt đoán càng nhiều nha. Chia sẻ lên trang cá nhân thì được 3 lần đoán, chia sẻ lên hai hội nhóm thì được 7 lần. Được chưa? Hai hội nhóm trở lên mà chia sẻ lên 5 hội nhóm thì được 10 lần đoán. Máu chưa? Chào em trai Lê Tuấn Vũ. Chào Thiên Sinh Nho Chí nha. Cảm ơn Trung Trung An Sino. Chào Dũng Nguyên Văn. Chào Huỳnh Trai. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Nóng đổ mồ hôi rồi. Nóng rồi. Nóng đổ mồ hôi luôn. Đây Bông Phúc Lai. Tùng đang 80 người xem, nhìn thấy có Tùng em mới được có 26 người xem à. Bây giờ là anh lại lên nha. Bây giờ từ giờ trở đi bắt đầu nhiều người xem nè. Bây giờ là 11 giờ người ta xuống ca, đúng không? Đúng không? Bây giờ bắt đầu người xem lên. Chia sẻ mạnh lên, đúng rồi, lên đi. Tùng hói nhập giống à? Không, hôm nay không nhập giống nha, có giống rồi nha. Hôm nay là lên ngắm hoa nữa. Đúng rồi, lên đi. Đó, 11 giờ bắt đầu lên rồi anh em nè. Lên. Em thấy lên chưa? Đó. Lên nè. Con cảm ơn con đường màu xanh. Rất nhiều người chia sẻ nha anh em ơi. Cho tôi nói xin chia sẻ mọi người nha. Chia sẻ. Xin chào, xin chào. Mạnh lên. Đúng rồi. Cảm ơn Hoàng Minh Chiến nha. Lấy nét vào bông hoa đi anh. Ok em trai. Rồi rồi, anh nhường cho Tuấn Đoàn. Bây giờ anh lấy nét vào bông hoa nè. Nha, ai ngắm hoa? Đâu rồi, lên, lấy luôn. Mọi người chia sẻ cho Tùng đây. Cho anh mượn cái ghế nha em. Tràng nắng luôn nha anh em nha, tràng nắng luôn nè. Đây. Đây là cái cặp mắt rất là dữ dằn nha anh em nha. Ở chỗ này nó không có nắng mà bên kia thì Tùng xách sang bên kia. Đây. Thấy rõ chưa anh em? Phúc Lai nha. Cảm ơn trưởng ban tiếp rượu nha. Đây, Phúc Lai. Mọi người ơi, cái bàn tay nải chuối của Tùng đây nha. Bàn tay nải chuối của Tùng đây mà nó to như này nè. Cái cánh vai rất là to. Cánh vai rất là to nha. Đúng quá. Cặp mắt này phải gọi là dữ dằn mới đúng. Cảm ơn Lê Quang Trung. Chào Phan Thuật nha. Mọi người chia sẻ cho Tùng nha. Để trúng một kỳ Hồng Minh Châu nha. Tùng hói nói là làm nha. Ai chia sẻ nhiều thì sẽ có cơ hội trúng Hồng Minh Châu nha. Hồng Minh Châu đây anh em ơi. Mọi người chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ sau đó là có cơ hội đoán số để trúng Hồng Minh Châu nha. Cảm ơn Võ Khắc Quân.
xin chào mọi người, xin chào. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Mà kia Minh Châu. Để Tùng lấy cái máy kia Tùng đọc comment. Đã sao bị hút hết rồi. Chào mọi người chờ tình xíu nha, Tùng lấy cái máy kia để Tùng đọc comment của mọi người nha. Chia sẻ mạnh lên anh em ơi. Cảm ơn Long Chun đã chia sẻ, Phạm Quỳnh chia sẻ chưa? Trịnh Ngọc Ánh ơi chia sẻ nào. Nguyên Hồ ơi chia sẻ cho Tùng nha. Chia sẻ để có cơ hội trúng một kỳ Hồng Minh Châu 16 sen nha. Một kỳ Hồng Minh Châu 16 sen sẽ thuộc về anh em nào? Chia sẻ nhiều nha. Một kỳ Hồng Minh Châu. Một kỳ Hồng Minh Châu 16 sen sẽ thuộc về anh em nào? Chia sẻ nhiều trong bài hôm nay. Mọi người ơi, Lê Tuấn Vũ ơi, Lê Tuấn Vũ chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Minh Châu giờ tặng quà cơ à? Quà to quá. Đúng rồi, to chứ sao không to. Gia Hân ơi, Gia Hân lương bằng được bao nhiêu một ngày, nhưng hôm nay tặng kia Hồng Minh Châu này là nhiều, nhiều triệu nha. Phải có một cái phông nền ha. Nền nó mới đẹp. Có cái phông nền nó đẹp đẹp đi ha. Không không, anh để là chỗ khác đi. Đây em này, Tuấn Đoàn ơi, đây nè. Cho anh mượn cái ghế để ngay đây đi em. Cho anh mượn ghế để ngay đây nè. Quá đẹp luôn anh em. Lấy cái nền từ cái xe này rất là đẹp nè. Đây. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Đây. Đây, nó lên nó rõ này em nè, thấy chưa? Wow. Nè, nét nè. Ok, quá đẹp luôn. Đây mọi người nhìn cặp mắt dữ dằn chưa? Cánh vai rất là to và bầu nha anh em. Mũi tây. Mũi tây nha, mũi tây to. Môi nhiều lông. Môi nhiều lông anh em nhìn thấy giống như một một nàng 18 mà nhiều nhiều lông á anh em. Anh em đã thấy một nàng 18 nào mà nhiều lông chưa? Chào Nguyễn Hồng Phúc nha. Chào em trai Nguyễn Viết Đức. Chào em trai Thống Văn. Đâu rồi mọi người ơi? Mọi người ơi, tiếp tục chia sẻ lên 999 người là lên game luôn. 999 người là lên game luôn nha. Môi tuyết nhiều lông nha anh em ơi. Quá đẹp luôn. Oh wow. Phải nói là rất bự anh em ạ. Bông này bự. Rất là đẹp. Mũi trắng tinh. Thùy họng sạch, à, môi nhiều lông, cặp mắt rất là đậm nha. Cánh vai thì bầu và rất là to. Thực sự cái cánh bộ cánh đài cũng rất là to và dài mọi người ạ. Cặp mắt thì khỏi nói, chào Vườn Lan Hòa Thảo nhé. Chào Tuấn Quốc Oai. Có nha Tuấn Quốc Oai ơi, chia sẻ trang cá nhân thì được 3 lần đoán số nha. Lên 999 người xem thì bắt đầu Tùng sẽ lên game. Lên 999 người xem thì Tùng sẽ lên game cho anh em nhé. Tùng sẽ lên game để anh em trúng một kỳ Hồng Minh Châu 16 sen. Chia sẻ đã lan tỏa đam mê lòng đam mê hoa lan, tình yêu đam mê hoa lan và cho mọi người cùng ngắm phúc lai nhé. Một mặt hoa đang còn rất ít giống. Ok, Tuấn Quốc qua nha. Chào Vườn Lan Anh Tuấn. Mọi người chia sẻ đi, Vườn Lan Anh Tuấn ơi. Chào Khiêm Trần. Mọi người chia sẻ đi để cho nhiều anh em vào ngắm phúc lai. Lên 999 người xem thì Tùng sẽ lên lên game trúng Hồng Minh Châu cho anh em nhé. Xin chào 923 người đang xem. Còn mấy chục người nữa thôi anh em ơi. Lên. Lên luôn, lên luôn. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho Tùng hói đấy. Mọi người có biết Tùng đang ngồi cái thế nào để quay không? Mọi người biết Tùng đang ngồi cái thế nào để quay không? Bông này to, cánh cũng to. Đúng rồi. To dạ man luôn anh em. Cặp mắt. Cặp mắt là quá ô phê. Cặp mắt rất là to, đều và đậm nha mọi người nha.
to đều và đậm. Cảm ơn anh trai. Cảm ơn Nguyễn Hồng Phúc nha. Ngồi xổm ok Vũ Quảng. Đây cái mũi của nó rất là tê anh em ạ. Cái mũi tây rất là to luôn, cực to, cực khủng luôn. Hôm nay không có nữ PR, có nữ nha. Rồi, để lên đi mọi người, lên, lên đi. Lên này, vào đây là có nữ này này. Khổ lắm rồi anh em. Anh em lại thích người đẹp cơ. Đây này, toàn người đẹp đây này. Đó. Toàn người đẹp nha anh em nha. Bây giờ được 928 người xem mà còn có mấy chục người đó là 999. Đây câu view cho anh cái. Câu view. Câu view nha. Đó. Mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho Tùng hói đi mọi người. Đó là câu view nha anh em nha. Câu view. Lên rồi anh em ơi, lên 955 người rồi. Còn 44 người nữa là 999 là lên game nhé. 999 là lên game luôn. Tùng hói nói là làm. Sao lại chê anh xấu? Trời ơi, anh xấu mà gấu anh đẹp nhá. Trời ơi, nghĩ sao mà quay vô Hoa thì khen đẹp mà quay vô Tùng là kêu Tùng xấu. Chào Hiếu nông dân nha. Xin chào 955 người đang xem live. Cảm ơn anh em rất là nhiều, rất chi nhiều luôn. Đây. Cặp mắt thì siêu phê. Mũi to nha. Môi tuyết nhiều lông. Đẹp ha. Quá đẹp luôn. Xin chào 966 người đang xem live. Lên 999 đi anh em ơi. Lên 999 là lên game luôn. Ok Nguyễn Thành Nhân, chào Võ Khắc Hoàng. Chia sẻ mạnh lên nhé. Cảm ơn 968 người đang xem live. Lên 999 là lên game luôn. Nghĩ sao mà khen Hoa đẹp mà chê Tùng xấu? Khen Hoa đẹp mà chê chủ nhân Facebook xấu? Trời ơi là trời. Phê không anh em? Mọi người hình dung là cái cô nàng 18, 19 tuổi mà nhiều lông đó anh em. Nhiều lông đó, nhìn nó phê y như vậy nè. Ok, Tùng xấu nhưng mà gấu Tùng đẹp nhá. Tùng xấu nhưng gấu Tùng đẹp. Không sao. Like nhiều lên. Cảm ơn 981 người xem like. Vô. Xấu nhưng mà kết cấu nó đẹp. Xấu mà khoai to. Cảm ơn Vũ Thiệu nha. Cảm ơn Vườn Lan Tố Như đang ở nhà anh Hương Trần. Phúc Lai mọi người ơi, Phúc Lai. Cái bàn tay nải chuối của Tùng đây này, mà Tùng đặt này mà mọi người nhìn thấy bông nó bự chưa? Mọi người nhìn thấy bông bự chưa? Cặp mắt thì rất là đậm nha. Cặp mắt đậm, đều. À, môi nhiều lông. Vai ngang và cánh vai, hai cánh vai rất là to. Mũi tây nha anh em ơi. Mũi tây nha. Cái môi này á, nó chưa được được đều lắm. À, chắc là tí nó nắng thì nó sẽ đều nha. Môi này nó đang còn e thẹn giống một cô nàng mà mới 17 tuổi chưa được hôn á, kiểu vậy. Chưa được trơn tru á. Còn mọi người nhìn thấy lông của cô nàng 18 làm sao thì cái lông này nó y vậy nha. Phê. Quá đẹp mọi người ạ. Anh Hương Trần anh hứa rồi nha, nếu anh có kia thì anh sẽ chia sẻ cho mọi người nhá. Anh không chơi mình đâu nha. Quá phê, bông quá bự. Xin cảm ơn 993 người đang xem. Còn mấy ngày người nữa thôi anh em ơi. Lên luôn.
lông tơ hả? Môi đợi anh Tùng hôn. Quá phê luôn anh em ơi. Lên luôn anh em, cố lên nào. Đây một cái Hồng Minh Châu đây. Một Hồng Minh Châu cho anh em nào chia sẻ nha, chia sẻ trang cá nhân và lên hội nhóm để lan tỏa vẻ đẹp của bông Phúc Lai nhé. Bông Phúc Lai nở tại vườn lan của anh Hương Trần. Rất là đẹp anh em ạ. Một loài hoa mới và đang rất còn ít giống nha anh em. Rất còn ít giống. Đây. Anh em nào chia sẻ lên trang cá nhân thì được đoán 3 lần nhé. Chút xíu Tùng sẽ lấy một tờ tiền và anh em đoán hai số cuối của tờ tiền đó là bao nhiêu. Ai đoán trước thì người đó sẽ trúng nha. Và chắc là sau đó là Tùng mượn cái máy của anh Hương Trần để nhìn cái comment của anh em đoán á. À, của anh em đoán chứ là máy của Tùng thì nhiều khi mọi người lại thắc mắc nha. Xem là ai đoán trước. Cố lên anh em, cố lên nào. Lên anh em ơi. Sẽ được trúng một kỳ Hồng Minh Châu 16 sen nha. 16 sen đang đi ngọn. Kỳ ươm. Rất là phê. Chủ yếu tại sao mọi người biết không? Tại vì mình muốn lan tỏa cái đẹp ấy cả nhà. Muốn lan tỏa cái đẹp để cho nhiều anh em cùng ngắm, cùng chiêm ngưỡng. Thành ra là mong muốn anh em hãy chia sẻ bài viết của Tùng để mọi người được ngắm bông Phúc Lai. Đây mình quay phía sau nhé. Mình quay phía sau mà cũng rất là to nha anh em. Thân lá thì cũng rất là to. Thành ra là gần như là gì ta? Nếu cái bông nào mà lá nó to, lá to, thân to thì bông to. Đó. Bông khá là phê. Rất là phê nha. Rồi bây giờ. Được chưa mọi người, được chưa? Xin chào 990 người đang xem, 92 người đang xem, 992 người đang xem, còn 7 người nữa. 7 người nữa là lên game. 998. Ok, 1k lên game luôn. Lên game, Tùng hói nói là làm, lên game. Chào Tùng Trúc nha. Dạ, em lên game cho anh em cái. Em lên game cho anh em cái là đi ăn cơm luôn à. Đây, giờ lên game nha. Lê Bảo Trân gọi. Nói về làm thật luôn. Nói chuyện với Lê Bảo Trân. Nói về làm ẩm thực luôn. Đây, để Tùng lên game cho anh em nha. Cô ơi, ghé làm ẩm thực luôn. Ghé làm ẩm thực nha. Rồi, bây giờ này đi. Rồi, chào 1k người đang xem nha. Bây giờ là tờ tiền này. Hai số cuối là số mấy thì mọi người đoán trúng thì mọi người sẽ được trúng một kỳ Hồng Minh Châu 16 sen nha. Hai số cuối tờ tiền 500k này là số mấy? Ai đoán đầu tiên và là người chia sẻ thì mới được nha. Nếu không chia sẻ là không trúng. Trung Sony 06, Võ Khắc Hoàng 00, Khắc Sơn 82. Úi dồi, nhanh quá. Nha mọi người nhé. Ai đoán trúng hai số cuối của tờ tiền này là số mấy thì người đó sẽ được một kỳ Hồng Minh Châu này. Với điều kiện là người đó phải chia sẻ bài viết nha. Tại vì mà có đẩy 5 xe được cái bên đó hả? Đoán hai số cuối của tờ tiền 500k. Đây. Tiếp tục mọi người đoán này mọi người ơi. Không phải An Dĩ An ơi. Không phải đoán một loạt như vậy đâu nha. Đây là các anh em đang tới để ngắm hoa. Và bây giờ đã tới giờ cơm rồi. Tới giờ cơm nhưng mà Tùng sẽ lên game xong rồi mới đi ăn cơm cho mọi người nha. Khắc Sơn 86, Dung Nguyễn Văn 11, Tuấn Quốc Oai 07. Nhanh chóng lên mọi người ơi, nhanh. Hai số cuối của tờ tiền này là số mấy? Thông báo với mọi người là mình chơi là chơi đẹp, không bao giờ mà thiên vị cho ai nhá. Ai đoán trúng trước thì người đó sẽ được một kỳ Hồng Minh Châu nhá. Với điều kiện là phải chia sẻ bài viết để cho anh em được ngắm bông Lê Bá Thành 22 nhá. Nguyễn Thành Nhân 95.
Đây anh em đông ở đây thì mình chắc chắn một điều là mình sẽ không bao giờ mà mình thiên vị rồi nha. Bông Phúc Lai đây. Xem mày hơi tối à. Tuấn Quốc Oai 09 B Sibon. Nguyễn Bá Hoàng 78. Tiếp rồi anh em, nhanh nào anh em ơi. Nhanh nào anh em ơi, nhanh nhá. Xong mình sẽ bật máy của anh Hương Trần để xem là ai là người comment có cái số là đúng nhất nha anh em. Tiếp đi mọi người. Chia sẻ cho nhiều người ngắm bông Phúc Lai. Một hoa rất là đẹp. Có comment gì à? Đây. Ai đoán hai số cuối anh xem là hai số cuối giống cái này. Đó. Ai đoán hai số cuối giống với số cuối của tờ tiền đó thì sẽ trúng một kỳ Hồng Minh Châu nha anh em nhá. Nguyễn Đức Lượm 55. Nguyễn Bá Hoàng 12. Tiếp tục đây anh em ơi, tiếp tục nhá. Anh Hương Trần sẽ đứng ở đây. Đang giữ cái tờ tiền này nha mọi người nha. Rồi anh Hương Trần khôi lộ. Không, lên cầm rồi. Anh Hương Trần sẽ nhìn thấy xem là ai là người mà đoán trúng thì sẽ người đó sẽ được nha. Ai là người đoán trúng và với điều kiện là phải chia sẻ anh nhá. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn hơn 1k người đã theo dõi livestream cũng như là chia sẻ bài viết để cho đông anh em ngắm Phúc Lai nha mọi người nhé. Một mặt hoa rất là đẹp. Vai ngang, cánh vai bầu nha mọi người nhé. Và môi tuyết nhiều lông. Môi tuyết rất là nhiều lông nha, hai mắt đậm, mũi to. Mũi tây nha anh em. Đây, đó. Siêu phê luôn. Cầu trọng này. Anh thấy trong bên của em không thấy được ai comment hết. Anh đang xem, anh thấy đang chưa? Xem comment. Em yên tâm. Dạ. Đang Lê Bá Hành đang có số 88 nhưng mà cũng chưa trúng nha. Chưa trúng nha. Thôi bây giờ nhanh luôn này, bây giờ là 7 cũng chưa trúng. Bây giờ mà mình các bạn á, những cái số mà mấy bạn comment rồi mấy bạn lội ra bớt đi thì nó sẽ vô cái số còn lại thôi. Quá đẹp luôn anh ạ. Này, cái cặp mắt này. Môi lông tuyết này. Quá đẹp. Chúc mừng anh em nào đang sở hữu và sắp sở hữu Phúc Lai. Xém rồi, nhanh lên. Xin chào 1,1k người đang xem nha. Nguyễn Đức Lượm 00 con đường màu xanh 71, Nguyễn Bá Hoàng 34, Trung Sony 01. Chưa phải, xém rồi. Bây giờ cho gợi ý đi. Bây giờ xém rồi, có một bạn gần tới rồi. Bây giờ là từ 00 đến 22. Từ 00 đến 22 nha anh em nha, cho nhanh lên để đi ăn cơm. Xin chào và cảm ơn 1,1k người đang xem. Từ 00 đến 22 anh em đoán đi. Vô 00 đến 22. Trời ơi cái cặp mắt mà cái môi nè. Mình ở đây không có vô để nhường cho anh em cặp ở xa vô. 30 40 cũng chưa đúng. Mọi người ơi, từ 00 đến 22 thôi. Cho nhanh lên. Từ 00 đến 22 nhanh lên nào. Nhanh lên. Trời ơi máy quay nét không biết là trong live có nét không ta? Nét chứ. Nét lắm nhưng mà nó cũng thiếu nắng á. Cặp mắt với cái mùi phê ha. Ngược nắng ra thế này thì đâu, đây thấy nó chiếu vào thì thấy à. Đây em quay này thấy này. Thế này là ánh sáng nắng nó mới chiếu vào cái bông hoa. 00 okay. Đến 22 thôi nha cả nhà. Từ 00 đến 22 thôi. Đúng không? Rất là nét nhưng mà tí nữa em thấy lại rõ. Đây này rõ có này. Các bạn đang đón 00 nhưng mà cũng chưa đúng. 04 cũng chưa đúng. 11 chưa trúng nha, 13 chưa trúng. 21 chưa trúng. 02 đúng, 02 của Nguyễn Bá Hoàng. Nguyễn Bá Hoàng. Ok. 02 của Nguyễn Bá Hoàng. Đây là con số 02 nha cả nhà nha. Đây, 02 nha. Đây là một mặt hoa có 102. 02 nha. Và chúc mừng Nguyễn Bá Hoàng nha. Nguyễn Bá Hoàng đi 02, 05, 06. Chết mẹ. Nguyễn Bá Hoàng 02 là mình lại cái 03. 02. Nguyễn Bá Hoàng nha. Chúc mừng Nguyễn Bá Hoàng. 02. Đây là tờ tiền có hai số cuối là 02. Cũng tượng trưng cho mặt hoa này là mặt hoa có 102 về cặp mắt này, về môi này. Nhá, có 102 luôn. Rồi, các bạn rất thấy là chưa? Rất là phê, rất là đẹp nha cả nhà nhá. Xin chúc mừng Nguyễn Bá Hoàng đã trúng một kỳ Hồng Minh Châu. Ok. Có gì liên hệ với lại là Tùng để lấy. Rồi. Liên hệ với Tùng để lấy cây Hồng Minh Châu nha. Vậy là em xách giùm mày luôn ha. Xách giùm luôn. Ok. Rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nhiều ơi là nhiều luôn. Nguyễn Bá Hoàng đã may mắn làm như Nguyễn Bá Hoàng rất có duyên nha anh em nhá.
Và anh Hưng Trần là người phát hiện ra Nguyễn Bá Hoàng trúng cái kia Hồng Minh Châu này nha. Và bạn đã đoán rất là đúng và bạn cũng là người chia sẻ luôn nha. Ghim luôn rồi, Tùng Kim bình luận lên rồi. Ok, xin cảm ơn 1,1k người đang xem. Mà là có 102. Rồi, rồi, xin chào cả nhà, xin chào cả nhà. Cảm ơn 1,1k người đang xem rất nhiều nhiều. Chúc cả nhà. Anh Thu chào cả nhà nè. Anh để anh thu giấy chào cả nhà nhé. Đó. Đó, anh thu giấy và anh Hương Trần đây. Chào siêu xe Nguyễn Hoàng Phúc Vinh của tôi nè. Đây 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 đây. Đây, bạn tôi. Bạn là bạn thật chứ không phải lấy sang Bắc Quảng làm họ đây anh em nhá. Chào bạn của Tùng nha. Đó.